Ở bài số 6, chúng ta sẽ có rất nhiều các động từ và bài này mục đích chính là để luyện tha động từ. Với cấu trúc chính là NOV. Cấu trúc thứ nhất, danh từ cộng với trợ từ O cộng với động từ. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy xuất hiện trợ từ O. Và lưu ý là trợ từ O và cái chữ O của hàng Aiueo thì phát âm khá là giống nhau. Nhưng mà O của cái hàng Wa và O thì chỉ dùng để viết trợ từ thôi. Còn O của hàng Aiueo thì sẽ dùng để viết các từ vựng. Quay lại về cấu trúc NOV có nghĩa là làm cái gì đó. Và trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ dịch ngược, dịch từ bên phải sang bên trái. Nên mình sẽ dịch là VN. Ví dụ, Juice wo nomimasu. Tôi uống nước hoa quả. Terebi wo mimasu. Tôi xem TV. Hongo yomimasu. Tôi đọc sách. Cấu trúc thứ hai, danh từ cộng với trợ từ o cộng với shimasu. Thì động từ shimasu nó có nhiều nghĩa, với các nghĩa điển hình là làm, chơi hoặc là tổ chức. Và lúc này chúng ta sẽ phải dựa vào danh từ để chọn được cách dịch phù hợp. Ví dụ, khi mình nói là Sukudai wo shimasu thì chúng ta sẽ không dịch là chơi bài tập hay là tổ chức bài tập, mà nó phải là làm bài tập. Tương tự, Saka wo shimasu thì đây là một môn thể thao nên mình sẽ dịch là chơi đá bóng. Hoặc là Party wo shimasu thì party là một sự kiện nên lúc này mình sẽ dịch là tổ chức bữa tiệc. Mục thứ ba, chúng ta sẽ phân biệt lúc nào thì đọc là nan và lúc nào thì đọc là nani. Nếu các bạn viết bằng chữ Hán thì nó đều là chữ Hà, và nếu chỉ nhìn chữ Hán thì mình sẽ không phân biệt được cách đọc. Vậy mình có một cái mẹo như thế này. Chúng ta sẽ dùng phương pháp loại trừ, bởi vì với trường hợp đọc là nan thì nó có quy tắc rõ ràng, nhưng với nani thì mình sẽ gọi là các trường hợp còn lại thì sẽ đọc là nani. Vậy khi nào thì chúng ta đọc chữ Hà là nan? Có hai trường hợp lớn. Trường hợp A nhỏ, đó là khi nó đứng trước một từ mà bắt đầu bằng hàng T, D, N. Một từ ở đây phải là một trợ từ nhé. Ví dụ, ở bài số 2 mình đã có câu hỏi rất quen thuộc, đó là Sore wa nan desu ka? Đó là cái gì vậy? Thì đứng sau nan nó là desu ka, thì nó thuộc hàng D, do đó lúc này mình phải đọc là nan. Hoặc nan no hong desu ka? Thì tương tự, mình có trợ từ no thuộc hàng N nên lúc này chữ Hà cũng phải đọc là nan. Sau này lên đến bài 21 thì các bạn sẽ có một động từ là imasu, có nghĩa là nói. Và mình có một câu hỏi là Neru mae ni nan to imasu ka? Trước khi đi ngủ thì các bạn nói gì? Lúc này trợ từ của chúng ta là trợ từ to, và to có nghĩa là thuộc hàng T, T, D, N, mình sẽ đọc bằng nan. Tất cả các trường hợp còn lại thì lại phải chia tiếp. Mình có trường hợp B nhỏ, đó là sau chữ Hà là một hậu tố chỉ cách đếm. Hậu tố chỉ cách đếm có nghĩa là nó xuất hiện trong các từ hỏi mấy giờ, mấy phút, năm bao nhiêu, hoặc là mấy tuổi, tầng mấy chẳng hạn. Ví dụ, Teresa chẳng qua nan sai desu ka? Thì sai là hậu tố chỉ cách đếm tuổi, cho nên chúng ta không được nói là nani sai, mà phải nói là nan sai. Các trường hợp còn lại, lúc này thì chúng ta sẽ gộp hết vào và chúng ta đọc là nani. Cho nên mình mới có câu hỏi là nani wo kaimasu ka? Bạn sẽ mua cái gì? Hoặc nani wo tabemasu ka? Bạn sẽ ăn cái gì? Hoặc các bạn muốn hỏi là tiếng gì? Tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Việt ấy? Thì cái hậu tố chỉ ngôn ngữ là hậu tố go, và mình sẽ hỏi là nani go? Kore wa nani go desu ka? Đây là tiếng gì nhỉ? Cấu trúc thứ tư, chúng ta gặp lại trợ từ D, nhưng D lúc này đi với một danh từ chỉ địa điểm. Danh từ chỉ địa điểm cộng với D cộng với động từ, đây là nơi diễn ra hành động. Ví dụ,
Eki de shimbun wo kaimasu. Tôi mua báo ở nhà ga. Cấu trúc thứ năm. Khi chúng ta muốn mời mọc hay là rủ rê một ai đó, mà cách hỏi lịch sự sẽ là vemasen ka? Tức là chúng ta coi như mình đang chia động từ đấy về phủ định là vemasen. Và vì đây là một câu hỏi, cho nên mình sẽ thêm cái đuôi ka vào cuối cùng và nối nó vào thành vemasen ka. Ví dụ, Isshoni Kyoto e ikimasen ka? Cùng đi Kyoto không? Ê, ii desu ne. Ừ, hay đấy nhỉ? Đây là trường hợp mà người trả lời đồng ý. Vậy nếu các bạn muốn từ chối thì làm thế nào? Người Nhật thường là họ không từ chối một cách rất là mạnh mẽ hay là lạnh lùng, mà họ đầu tiên họ sẽ xin lỗi bởi vì không đáp lại được thành ý mà người kia rủ mình làm cái gì đấy. Thường thì hay hay vui vui người ta mới giúp. Vậy cho nên người trả lời khi muốn từ chối thì sẽ nói là sumimasen, chotto. Tức là xin lỗi nhưng mà không tiện cho tôi một chút. Cấu trúc thứ sáu vẫn là mời mọc rủ rê, nhưng lúc này mình thường là trong trường hợp nhé, các bạn cũng đoán được ý người kia cũng muốn làm việc này rồi, hoặc là các bạn đã chơi thân với người ta từ trước rồi và muốn khuấy động không khí lên một chút, thì chúng ta sẽ dùng là vemasho. Masho có nghĩa là cùng làm cái gì đấy đi, cùng về đi, cùng về nào, và mang tính hô hào kêu gọi, thường có cảm giác như là mình đã quyết định luôn cho người ta rồi. Cho nên khi mới gặp người ta lần đầu tiên ấy, hoặc là khi chưa biết ý đối phương thế nào ấy, thì để tránh bị từ chối lúc đấy rất là khó xử cho cả hai bên, thì các bạn nên dùng ma sen cả. Còn khi mà thân rồi hoặc là đoán được ý người ta sẽ đồng ý rồi thì mình mới nên dùng ma show. Ví dụ, chốt tôi yasumi masho, cùng nghỉ một chút nào. Hoặc là Isshoni kabeni kimasho, cùng đi ăn nào. Thì ở đây mình có lồng vào cấu trúc của bài 13 là đi đâu để làm gì. Sau này các bạn sẽ gặp lại cấu trúc này. Mục số 7 đó là cách sử dụng tiền tố ô. Trong tiếng Nhật thì khi chúng ta muốn thể hiện sự lịch sự của mình với người nghe thì mình có thể thêm tiền tố ô hoặc là tiền tố go vào đằng trước danh từ. Thì ở cấp độ sơ cấp hầu hết các bạn dùng tiền tố ô. Ví dụ, osake. Vốn sake đã có nghĩa là rượu sake rồi, nhưng mà thích lịch sự lên thì mình sẽ dùng là osake. Tương tự, mình có các từ như là ocha có nghĩa là trà và okane có nghĩa là tiền. 終わりました。